Ok, chúng ta sẽ đến với đối thủ Phần Lan. Đây mình sẽ chơi Karukan. Đánh đúng bài thế nhỉ? Đấy, tốt hai nước. Đánh hệt như sách giáo khoa luôn. Lên tượng. Chẳng lẽ định nhập thành sang. Lên mã. Cũng lên mã. Nhập thành sao rồi. Cũng phải nhập thành sao thôi. Xong thế nào thì chưa biết. Lên hậu. Tách hậu ra. Đổi luôn. Đại loại Caro-Kann là chúng ta sẽ cái cuộc chơi nó chỉ ở tàn cuộc thôi, chứ còn đâu về khai cuộc và chung cuộc thì thường là sẽ cân thế trận cân bằng. Lên tượng đấy. Có lẽ để bay mã lên thôi. Sau đó thì đổi. Hay là sẵn sàng đuổi à? Mình sẽ ăn hậu đi. Rồi, lấy đường để vua chui lên. Sau đó mình sẽ đẩy tốt lên để tấn công vào con tốt này. Đưa mã lên. Ra xe rồi đã. Chắc chắn là sẽ không ăn rồi. Tượng ăn. Đây mình lên vua để giữ con tốt này. Sang đây thì nó lại hơi xa, cho nên là lên thôi. Đưa mã lên. Xem nào. Cờ tàn này thực ra thì cũng dễ chơi thôi. Không có gì khó khăn cả. Về mã. Có lẽ định nhảy vào ô đây lên đây đủ đi sen lên lại về. Thank you.
Sao phải đánh thế nào nữa? Cũng về. Còn có 1 phút. CTC đang tính. Nghĩ quá lâu so với quy định. Về hẳn đấy luôn. Rồi, bây giờ có lẽ mình sẽ phải đổi quân thôi. Đẩy xuống. Cần quá. Bốn bốn giây. Rồi, bây giờ mình sẽ tấn công tốt này. Ôi giời. Chiếu đây á. Bắt lại xe mình. Đã thế. Vẫn chiếu. Chút rồi. Tưởng lao. Mười ba giây. Chết rồi, đuổi quần rồi. Rồi. Vẫn bắt được xe. Quá. 4 giây. Rồi. Đẹp rồi. Vua đứng. Ôi giời ơi. Vua đứng ở vị trí đang đẹp. Để mình lên phong hậu.